Chàng sinh viên trông vội vàng lắm, chiều hôm nay thi học kỳ cuối, với bao nhiêu lo toan trên đường tương lai. Chị công nhân đang vào nhà máy, từ phương xa cha già ngóng, chờ đứa con lâu nay chưa có gì. Từ xa xa có một bà lão kia, đôi vai đang oằn nặng xuống, gánh gió hôm nay vẫn chưa được bao nhiêu. Quần bên cao bên thì thật thấp, miệng giáo to tay cầm tập số, thằng bé rất mong ban đêm để được về nhà. Cho ta say ngon giấc, có anh ăn có những bữa cơm ngon lành. Nơi đâu cho ta bao hơi ấm, nơi đâu cho ta tung chân bước, có tiếng hát có những phút giây yên bình. Dù đêm khuya hay trời hừng sáng, dù đi xa hay kề gần sát, thì bước chân tôi cũng luôn mong được về nhà. Vàng trắng có hay chăng phương xa mẹ già đang mong. Một ấm kia gương mặt hạnh phúc, cầm trên tay hoa quả và nến, tặng đứa con thơ rất mong cha mình về nhà. Thank you.